Cô sẽ hướng dẫn các bạn cái bài này nhé. Cái đề bài này thì cũng tương đối thú vị ha các bạn. Nãy các bạn hỏi thì cô sẽ trả lời cái bài này. Ở đây thì cái đề là rất là thú vị ha. Sinh ra bồ ba số ngẫu nhiên từ 1 đến 45. Nhập vào bồ ba số. Kiểm tra xem nếu trùng cả ba số thì là xuất ra là giải đặc biệt. Còn trùng hai số thì là giải nhất, trùng một số thì giải nhì. Nếu không trùng số nào cả thì là các bạn xuất ra là chúc may mắn. Thực ra bài này á, cô sẽ làm trên một cái giao diện ha. Thực ra làm trên một giao diện thì nó tương đối dễ ha. Nếu như không làm giao diện là nó còn có nhiều cái khó nữa. Ha, cô sẽ giải thích tại sao. Thì với bài này á thì cô sẽ làm giao diện cho các bạn ha. Thì cô sẽ tạo một cái folder. Đây là bài làm thêm ha. Okay. New một cái file. New file là viết lót đi ha. Ok. .html ha. Thực ra cái này làm nó ok, nhưng mà nó đây là cái cách để dễ các bạn. Còn nếu như không á thì các bạn sẽ làm rất là khó. Thì cô sẽ có ba cái chỗ để cô lưu ba cái số ngẫu nhiên. Cái chỗ này cô có thể để là button ha, để button cũng được mà để input cũng được. Đầu tiên cô sẽ ẩn ba số này đi, sau đó thì mình sẽ show ba số này lên các bạn xem ha. Có thể các bạn để cái ba cái button input, type bằng button ha, value, value đầu tiên là để rỗng. Ok, mình sẽ để ba cái button này để show ba số, thấy chưa? Ok, đấy ba cái button này để show ba số ha. Ví dụ như các bạn để là số 1, số 2, số 3 ha. Ok, chạy lên nhé. Đấy, mình sẽ có số 1, số 2, số 3. Ở dưới này cô sẽ cho các bạn có 3 chỗ để nhập ha. Đấy. Các bạn cũng để thẻ P ha. Đấy, input text. Cái này thì các bạn để cho cô là value các bạn để đương nhiên là để rỗng trước. Ok chưa? Sau đấy thì các bạn đặt tên cho cô nhớ nhé. Thì cái này cũng để tên, đặt ID, mỗi này các bạn đặt cho một cái ID. Ok, được chưa? Nếu các bạn không đặt ID cũng được, các bạn có thể lấy theo cái input, cái tag name cũng được, nhưng mà cô đặt ID đi ha. Cái này là button số 1. Ok, copy ha. Số 2, số 3 ha. Đó, còn cái này cũng có ID ha các bạn. ID TXT số 1 ha. Ok, copy nha. 3 số. Số 1, số 2, số 3. Và các bạn cho cùng cái nút. Cái này là bắt đầu submit ha. Cái nút này các bạn để cho có là input type bằng button. Ở đây là cái kết quả ha, được chưa? Hay là tính kết quả. Ok, chạy ra nó sẽ là như thế này. Ba cái này hơi bự, bây giờ cô sẽ để set s thì nó có sự cân đối nhé các bạn. Đây, cái này cô cứ để class cho nó nè. Thẻ p, cái này cô để cái thẻ p là class là số ngẫu nhiên. Ok, cái này các bạn có thể để class là đoán số đi ha. Đó, ok, vậy mình đặt style cho nó ha, chấm số ngẫu nhiên. Cái này các bạn đặt cho style ha, cái width các bạn để là 50 pixel. Cái hay để khoảng 25 pixel đi ha.
Nhìn có đỡ không? Rồi, cái input. Ok chưa? Đấy, ok chưa? Nhá, nó như nó bự hơn xíu. Cái anh này cũng vậy, đoán số này cũng thế. Input. Đấy. Ok. Đấy. Nó có sự tương quan, còn kết quả thì thôi. Ok, bây giờ cô sẽ sinh ra, viết một hàm từ đồng, nó sinh ra ba số ngẫu nhiên và nó fill vào ba cái anh này. Được chưa? Khi load lên nó sẽ fill vào ba anh này. À, sau đấy thì cô sẽ, cô vẫn ẩn cái này, nó fill vào nhưng cô vẫn ẩn nhá, vẫn ẩn. Ok chưa? À, còn cái này là cô sẽ cho người ta nhập vào, ví dụ nhập số 1, số 2, số 3. Sau khi cô nhấn submit, nhấn kết quả cái thì lập tức là số này nó sâu lên, sâu lên, sâu lên. À, nó so sánh số này, cái này có trùng không, này có trùng không, này có trùng không. Đấy, cái này thì tương đối dễ hơn. Còn nếu như các bạn nhập 3 số, các bạn phải so sánh. À, so sánh từng cặp thì hơi bị khó ha. Ví dụ cái này có trùng không, cái này trùng cái này không, cái này trùng cái này không. Đấy chưa? Nếu trùng nó tính là một lần trùng. Rồi số thứ hai hỏi có trùng không. Số nào trùng thì các bạn coi như ẩn số đấy đi. Và số thứ hai có trùng không. À, trùng hai số còn lại không. Nếu trùng, à thì ẩn cái số này đi. Đã không trùng thì các bạn bỏ cái số này ra. À, làm thế nó rất là cực ha, làm thế rất là vất vả. Làm cách này chính ra lại dễ ha, nó giống Vietlott hơn đúng không? Đây, giống Vietlott hơn đúng không? Ok. Đấy, nhìn này nó giống Vietlott hơn. Ok chưa? À, thì làm này nó tưởng là khó nhưng lại dễ nha. Thì đầu tiên cô sẽ fill, tạo ra ba số ngẫu nhiên trước. Đây, viết script thì thường sẽ viết vào cuối ha các bạn. Cái này là tạo ra ba số ngẫu nhiên từ 1 tới 45. Khi tạo ba số ngẫu nhiên từ 1 đến 45 thì cô thấy cách làm của các bạn rồi. Các bạn làm thế này, ba số 1 các bạn gắn bằng cái mát chấm round. Rồi xong để các bạn may mát chấm random đúng không? Xong các bạn nhân cho 45. À, thực ra cái số ngẫu nhiên này nè, nó sinh ra là một số từ 0 tới 1. Nhưng mà cái 0 này nè là cần dưới là 0. Còn 1 là cần trên của nó để là để chưa tới 1, cho nên là nó không bao giờ sinh ra số 1 nhé. Vậy nếu các bạn nhân như này á thì giả sử như số random này là số 0 thì 0 nhân 45 sẽ là 0. Đúng không? 0 mà lần tròn cũng là 0, vậy thì nó sinh ra một số ngẫu nhiên từ 0 tới 45 chứ không phải là một số từ 1 tới 45. Ok. Bây giờ cô sẽ có một cái mẹo như này nè. À, cái số này cô sẽ chia dư cho 4 45 thì nó sẽ ra một số, nếu cả cái số này nè chia dư cho 45 thì nó sẽ ra một số từ 0 tới 44 đúng không? À, các bạn cộng thêm một nữa là chắc chắn nó sẽ luôn nó xuất ra cái số 1 tới 45, tại vì minimum của nó là 0, maximum của nó là 44. Vậy thì nó sẽ ra cái số, tôi cộng thêm một nữa là minimum của nó là 1 cộng thêm 1 mà là 1 tới từ 45. Ok chưa? Các bạn cứ chia dư đi, chia dư cho 45 thì nó luôn ra số 0 tới 44 các bạn. Kiểu gì nó cũng nhân bao nhiêu tôi không quan trọng, có thể nhân tới 100. Nhân bao nhiêu không quan trọng. Nhưng chia dư cho 45 thì nó luôn sinh ra một số từ 0 tới 44. À, các bạn thử test nhá. Ok chưa? Rồi. Vậy thì số này luôn luôn đảm bảo sinh ra một số từ 1 tới 45 nha các bạn. Rồi, tương tự số 2, số 3. À, số 2, số 3. Vậy là các bạn đã có 3 số này rồi. Đúng không? À, đã có 3 số ngẫu nhiên rồi. Ok, rồi. Bây giờ, nhiệm vụ các bạn sẽ lấy 3 số này do người dùng nhập vô ha. Nhập 3 số này vào.
Thì bây giờ cô sẽ nhập vào nào. Cô sẽ viết một cái hàm, sau đấy cô click chuột vào cái kết quả. À thì nó phải tính toán được đúng không? Vậy cô sẽ bắt cái sự kiện on click. À bây giờ các bạn gọi là viết cái hàm là kết quả ha. Okay. Cô sẽ viết một cái function. À, kết quả. Ok. Đó. À, sau đấy thì cô sẽ lấy ba giá trị này xuống của người dùng nhập vào ha. Đảm bảo các bạn có thể bắt lỗi validation form trường hợp là để trống ha. Ok. Vậy thì cô sẽ gì đấy ạ? À, đầu tiên là cô sẽ làm gì nào? À, cô sẽ lấy nhá. Và à txt số 1 hoặc là v số 1 ha. Sẽ gắn bằng document.getElement by d. Chưa? Ok chưa? Lấy cái txt số 1 nhá. Ok. Chấm value. Ok chưa? Là tôi lấy giá trị được của anh này nhập vào. Tương tự cô sẽ cho số 2, số 3 đúng không? Đó. Các bạn sửa lại số 2, số 3 thôi. Bên này cũng vậy. Ok, xong chưa? Rồi bây giờ cô so sánh nhé. Nếu số 1 bằng cái số 1 ngẫu nhiên này, số 2 bằng số 2 và số 3 bằng số 3, cả ba số bằng nhau thì là đúng không? Là số đặc biệt đúng không? If v số 1 bằng bằng cái số 1. Và nhé các bạn, và v số 2 bằng bằng số 2, và nhớ là điều kiện và v số 3 bằng bằng số 3. Thì anh này các bạn xuất ra alert thông báo nhé. Alert thông báo là xuất sắc. Ok. Giải gì ạ? Giải đặc biệt đúng không? Bạn đã trúng giải đặc biệt đúng không? Ok. Rồi else. Còn ngược lại if mình so sánh thôi, theo cặp thôi. Nó sẽ có cặp nào? Số 1, số 2. Cặp này bằng số này, hoặc số 2, số 3, hoặc số 1, số 3. Số 1, số 3. Đã nên chỉ có 3 trường hợp vậy thôi. Hết, không có trường hợp nào nữa. Đúng không? Đó. Thì alert cái thông báo là gì đấy ạ? Giải nhì. Giải nhất. Đúng không? Đó. Else, if. If mình có if cái gì các bạn? If có một trường hợp đây, số 1 bằng số 1 hoặc số 2 bằng số 2. Hoặc ha. Mình bôi cái tên này, mình thay số và bằng số hoặc nhé các bạn. Không phải và mà là hoặc thôi. Hoặc thôi. À cô bấm nhầm. Cô bấm nhầm nha. Đây số hoặc thôi. Rồi. Cái này hoặc thế ha. Đấy, thì các bạn là giải nhì. Đúng không? Còn ngược lại nó không trúng cái gì cả thì là chúc bạn may mắn lần sau. Ok. Đó, thế thôi. Ok. Chạy thử nhé. Nó sinh 3 số rồi đó. Cái này 1, cái này 2, cái này 3. Đấy, chúc bạn may mắn lần sau.
Bây giờ cô sâu lên ba số này để các bạn nhìn nhé. Khi các bạn nhấn kết quả cái thì lập tức ba số nó sâu lên ha. Nhấn kết quả ba số nó sâu lên. Ok. À, sâu trước sâu sau không quan trọng nhé. Đấy, thì ở đây các bạn gán vô cho nó nè. Document.roi của ba anh này nè. Ok chưa? Đây, button số 1 đúng không? Bây giờ cô sẽ lấy anh này. Chấm value. Cô sâu lên nhé. Cái này cô để là button số 1 nhé các bạn. Cô lấy ba cái button này nè. À, lấy bằng cách là dùng document get element by đi. À, chấm value các bạn gán bằng số 1. Tương tự với số 2, số 3 sâu lên để mình biết mình sai chỗ nào. Đúng không? Số 2, số 3. Đây là số 3, số 2. Rồi, chạy thử nhé. Nó chưa sâu đâu nhé. Đây 1 là 2 là 3 là kết quả nào. Chúc bạn may mắn lần sau sâu ra được số 4 là số 18 và số 21. Ok chưa? Đấy. À, các bạn test thử nhé. Giả sử sâu trước. Sâu trước khi đoán nhé. Sâu trước khi đoán nè. Sâu trước khi đoán. Đó. 22 238 22 238. Nếu trúng cả hai thì nó sẽ nhắn là gì đấy ạ? À, bạn trúng giải đặc biệt đúng không ạ? Rồi giả sử như số này bị sai thì nó báo là gì ạ? À, bạn đã trúng giải nhất. Số này sai luôn, nó báo là trúng giải nhì. À, số này sai nữa thì nó sẽ báo là à, chúc bạn may mắn lần sau, các bạn thấy không? Nhưng mà bình thường số này các bạn ẩn đi chơi xong mới show ra. Bình thường số này các bạn ẩn đi chơi xong nó mới show ra. Ok không ạ? Đó, số này các bạn ẩn đi nhé. Đấy, cho nên lâu đoạn code này là không có. Đoạn code này không có. Mình lại mình test thôi, mình show lên để mình test thôi. Bình thường ba số này ẩn đi, các bạn đoán. À, kết quả. Chúc bạn may mắn lần sau mình phải show lên để người ta biết tại sao họ sai. Có đúng là họ sai hay không? Đó, thì xong cái bài toán Việt lót tương đối đơn giản đúng không? Đây, đoạn code nó như vậy thôi các bạn ha. Đó, code tương đối đơn giản. Và cô đưa nó vào trong cái giao diện này nè, để các bạn có cái hình dung. À, cái cách chơi của mình nhá. Cô xin dừng ở đây nhá.